Chào quý khán giả đến với chương trình tin tức thể thao vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy hàng tuần của kênh YouTube Nam Bình Định. Mời quý khán giả đón xem. Tin trong nước, chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số nhà khoa học đạt giải Nobel dự hội nghị khoa học quốc tế. Cùng tham gia có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, lãnh đạo bộ ngành và tỉnh Bình Định. Tin thế giới, trong cuộc họp báo sau hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan ngày 16 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin cho biết là không vội trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chúng tôi không vội vã, nhìn chung về cơ bản không có thay đổi nào. Bộ Tổng tham mưu coi một số việc là quan trọng và một số là thứ yếu. Tin thể thao, huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng tiền đạo AS Roma rườm rà. Huấn luyện viên Mourinho quý Bolotti như mắc một chứng bệnh khi đánh góp tới 5 lần trong trận rơm thắng Husky 3-0 ở Erlangen. Tuần trước, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng công khai chỉ trích Tom Mai Araham lười di chuyển và thi đấu thiếu nhiệt huyết. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý khán giả xem lại bàn thắng của Dybala vào lưới Husky trong trận cầu rơm thắng Husky 3-0 và một giai điệu quê hương gửi đến quý khán giả. Chúc mọi người một ngày mạnh khỏe, hạnh phúc. Chia qua lại vậy.